Chào mừng các bạn đến với kênh HV Channel. Hôm nay Hoàng Vũ Center sẽ thực hiện video về hướng dẫn mở khóa iPhone 6 nói riêng và các dòng iPhone 6 Plus, 6S, 6S Plus nói chung. Thì quy trình mở khóa iCloud của các dòng iPhone này như là 6, 6S, 6S Plus hay là 6 Plus là như nhau. Thì các bạn khác với các dòng iPhone 5S trở xuống, 5S tới 4S thì chúng ta chỉ xử lý thay bộ ba thôi. Riêng đối với các dòng iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus này thì các bạn phải làm bộ 4. Tức là chúng ta thêm một cái công đoạn nữa là chúng ta xử lý con A8 hoặc là A9. Thì nó quy trình nó khó hơn. Thì khó cái chỗ là các bạn phải đóng thêm A8, A9 khi dùng SIM C-Pay A8, A9 đó. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành thành là đóng A8, A9 vô vào bộ 4 vô. Thì quy trình thay cái này thì từng bước một là thứ nhất là chiếu sự hỗ trợ của CMC. Thì mình sẽ làm như các bước sau. Thứ nhất là mình sẽ thay con Wacom, con thông tin di động đó. Sau đó là sẽ thay phay A8. Còn ổ cứng đối với các dòng này thì chúng ta không còn phay nữa, mà chúng ta chỉ đọc bình thường. Tại vì ổ cứng của các dòng 6, 6S, 6S Plus hay 6 Plus thì chúng ta sẽ đọc ra nó dễ dàng hơn các dòng iPhone 5, 5S, iPhone 4S. Nên việc thao tác quan trọng nhất đối với mở khóa iCloud iPhone 6 là chúng ta xử lý A8 và chúng ta xử lý con Wacom. Tức là chúng ta thay hai con đó là khó nhất, còn con cứng thì đơn giản. Thì khi mà thay cái này thì đòi hỏi kỹ thuật phải có tay nghề tốt, kinh nghiệm lâu năm thì mới đóng chuẩn được các dòng này. Thì hiện tại mở khóa iCloud bằng phần cứng đối với iPhone 6, 6S, 6 Plus, 6S Plus là như thế này. Còn ngoài ra mở khóa iCloud thì các bạn có thể chọn phương pháp và chúng ta sẽ đổi main khác, đổi SIM của hãng khác. Tức là chỉ việc là chúng ta lấy cái main iCloud ra, chúng ta đổi cái main SIM của hãng vô là nhanh chóng, trong vòng 30 phút là xong. Nhưng mà chi phí nó cao hơn là chúng ta đóng cặp. Cái này gọi là có nghĩa là đóng cặp đó các bạn đó. Nhưng mà đúng ra nó không phải đóng cặp nữa mà nó xử lý gọi là bộ 4. Hồng Vũ Center chúc các bạn xem video về mở khóa iCloud iPhone 6 này để có kiến thức về quy trình mở khóa iCloud bằng phần cứng đối với iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus. Chúc các bạn thành công. Thank you.
Thank you.